Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Erica Capital Channel. Trong video này, Erica sẽ đưa ra cái view đầu tuần trước những diễn biến khó lường suốt mấy tuần qua. Thì tới phiên thứ 6 tuần trước thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tín hiệu khá là tích cực khi mà dòng cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán đã có một số mã tăng trần. Và cái sự tăng trần này đến từ cái việc thị trường ra quyết định tăng trần trước một phiên buổi sáng khá hoảng loạn, và phiên đặc biệt là phiên thứ 5 với một cái sức bán bị động của ngày chốt nát 30 tháng 6 thì gây ra rất nhiều bất ngờ đối với các nhóm nhà đầu tư. Thì cho tới chiều phiên thứ 6, sau phiên thứ 5 một phiên ấy, cái phiên thứ 5 là phiên gây hoảng loạn, và sáng phiên thứ 6 thì cũng tiếp tục thị trường rơi sâu thêm một chút nữa, khá là mạnh và cũng khá là bất ngờ với nhiều người. Thế tuy vậy thì đến chiều thì thị trường đã quay ngược trở lại và tăng điểm về quanh tham chiếu, và đặc biệt là cái nhóm chứng khoán thì tăng trần. Nhóm chứng khoán thì cũng được xem là một chỉ số khá là nhạy cảm với chỉ báo thị trường, so với lại tức là sẽ so với lại toàn VN Index. Thì do đó nếu mà nhóm ngành này tăng và tăng mạnh, và cả thêm cả nhóm ngân hàng mà tăng tốt, thì xem như là chúng ta sẽ có một cái hành trình tạo đáy. Đây là một đi được một nửa hành trình rồi. Khi mà chúng ta gặp một cái sự hỗ trợ từ 1157, tức là rơi tới đây thì VN Index không rơi nữa và đi lên tầm 13, khoảng 1313, 1310, sau đó lại quay trở lại cái mốc 1257, và bây giờ chúng ta đang đi lên. Như vậy thì cái quá trình tạo đáy của VN Index trong năm 2022 đã có cái sự khác biệt. Đi theo mô hình, nếu mà thành công ở lần này thì VN Index đã đi theo mô hình hai đáy, thay vì là các lần trước ở những năm 2020 và 2021 thì đa số khi mà có một pha điều chỉnh thì VN Index chủ yếu đi theo hình chữ V, hoặc là đi theo hình chữ Y, hoặc là khó khăn hơn đó là đi theo mô hình VCP. Chưa bao giờ mà VN Index đi theo hình W cả. Và cái mô hình này khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn. Đấy, vì mà chúng ta đã kiên nhẫn được tới đây là đáy thứ hai của chữ W rồi. Đấy, còn trong các lần trước thì như các bạn quan sát thấy, đây là hình mô hình VCP, mô hình mà biên dao động thu hẹp dần rồi sau đấy mới pick đỉnh. Và còn với năm 2021 thì chúng ta chứng kiến đi theo hình chữ V. Đó, đi theo hình chữ V. Còn khi mà chúng ta nhìn xa hơn một chút thì chúng ta thấy năm 2020 thì chúng ta cũng gặp một đáy hình chữ V. Đó, thì suốt từ 2020 tới cuối 2021 thì chúng ta đều gặp đáy hình chữ V, tức là chỉ rơi thật sâu sau đó thì phục hồi ngay và khá nhanh. Đó, tuy nhiên chỉ có lần này là chúng ta đã gặp một pha rơi shock rất là nhanh, và sau đấy phục hồi được tầm 1/3, sau đấy thì lại rơi xuống, thì nó đi theo mô hình W. Nếu mà thành công ở đây thì chúng ta sẽ chứng kiến VN Index sẽ đi dần từ 1198 lên tới tầm khoảng 1285-1003. Đấy, thì quanh cái khu này thì rồi sau đấy có thể là sẽ sideways trong cái phạm vi 1363 và 1285 rồi mới tính tiếp. Đó là chúng ta đang xét tới các yếu tố từ thế giới nó không quá gây tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam và cũng không quá gây tiêu cực tới tâm lý của nhà đầu tư. Đó, thì chúng ta sẽ chứng kiến được cái việc phục hồi. Đó, còn quay trở lại với một đồ thị ít nhiễu hơn, thì chúng ta thấy là cái việc mà VN Index rơi như thế này là rơi được khoảng hơn 1/3, rơi khoảng 40% so với cái nhịp tăng từ 644 lên 1534.
Thì cái việc rơi này chiếm độ khoảng 60% như vậy, à khoảng 40% cái nhịp tăng thì nó cũng khá là phù hợp. Còn nếu mà khó nhất là VN Index có thể rơi tới tận 50% cái vùng Fibonacci 50. Thế nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ quan sát thật kỹ xem là đây xem là index chúng ta sẽ chỉ rơi tới lưng chừng hay là sẽ tìm đường rơi tới tận 50%, hoặc là nó có thể đi sideways ở đây và gặp gặp cái hỗ trợ Fibonacci 50% ở ở đâu đấy tầm khoảng 1.270 trong một quãng thời gian rung động, một thời gian dao động nữa. Thì với những diễn biến trên thì Eureka kỳ vọng rằng là chúng ta đã có những cái tín hiệu mới cho việc phục hồi ngắn hạn, và nó cũng phù hợp với việc mô hình VN-Index đi theo hình chữ V, chữ W tức là mô hình hai đáy. Đó, và khi mà chúng ta xem theo đồ thị tuần á, thì chúng ta cũng thấy là khi mà VN-Index cố mãi mà không vượt qua được cái cản Fibonacci số 2, Fibonacci mốc 50% á, thì nó bị rơi đuổi xuống, rơi trượt dài và rơi cũng khá nhanh. Khi mà có 3 tuần tăng, 2 tuần là giằng co để đi lên tiếp hay là đi xuống, thì cuối cùng là VN Index đã quyết định là đi xuống trong 3 tuần, và bây giờ chúng ta lại chứng kiến sự giằng co. Tuần này thì VN Index kiểu gì cũng sẽ bước ra khỏi cái vòng cản Fibonacci 50%, đi sang một cái box mới đấy. Và hỗ trợ ở đây thì chúng ta cũng lưu ý là cái mốc 1159 là hỗ trợ nó, và cản thì đâu đấy 1274. Đấy, thì khi mà so sánh về đồ thị thì bởi vì đây vẫn là một quá trình tạo đáy nên là các cái diễn biến nó vẫn sẽ khá là khó lường. Ở trong 1.000 mã quan sát thì theo phân tích tín hiệu kỹ thuật ấy, thì đồ thị vừa mới cho tín hiệu mua mới ở khoảng 200 khoảng 25 mã. Tín hiệu nắm giữ ở đây là khoảng độ tín hiệu nắm giữ là 282 mã, tín hiệu bán 72 mã, và tín hiệu đứng ngoài quan sát thì đang là 669. Như vậy thì khi mà mình nhìn vào cái tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình tạo đáy này mới chỉ là quá trình tạo đáy sớm thôi, tức là cái tín hiệu sớm chưa có sự confirm của toàn bộ thị trường đó. Và cái tín hiệu mua mới và nắm giữ chỉ chiếm độ khoảng 1/3, 1/3, 1/4 số mã mà mình quan sát và thống kê thôi. Đó, thì như vậy thì chúng ta vẫn sẽ thận trọng và chúng ta sẽ chờ thêm 1-2 phiên, và Eureka sẽ liên tục update xem là cái tín hiệu của các cái nhóm ngành cũng như là các mã cổ phiếu như thế nào. Và đặc biệt là trong cái quá trình quan sát đó thì Eureka thấy rằng là hiện nay thì cái nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành ngân hàng thì đang cho cái tín hiệu tạo đáy sớm hơn, tức là có những cái tín hiệu mua và cái số lượng mã nắm giữ nhiều hơn so với các ngành khác đó. Và một số ngành thì đang bị chốt lời, như là ngành hóa chất thì đang bị chốt lời rồi, thì các bạn cũng quan sát sâu thêm xem là như thế nào thì chúng ta mới đưa ra các quyết định của mình nhé. Đấy, các mã nắm giữ thì có bất động sản khu công nghiệp cũng đang nắm giữ này, điện cũng đang nắm giữ khá tốt, KBC cũng đang nắm giữ, đấy vân vân. Đây là một list mà mình đã quan sát khá là nhiều và có thống kê. Ngoài ra thì một số mã mà theo Erica thì hôm nay nếu mà nhóm ngành chứng khoán tiếp tục tăng trần á, thì tín hiệu mua sẽ xuất hiện trở lại. Còn phiên trước thì các tín hiệu
bán xuất hiện trên nhóm cổ phiếu chứng khoán về việc có một phiên giảm sàn ngay lập tức. Đấy thì phân tích kỹ thuật thì họ sẽ dựa trên diễn biến giá, khối lượng cũng như là cái tốc độ giảm. Đấy thì để chúng ta nắm bắt được tình hình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau để trải nghiệm và để có thể có được công cụ của phòng vệ rủi ro một cách tương đối như thế này thì các bạn có thể liên hệ với Erica để mở tài khoản giao dịch tại Chứng khoán Bản Việt, hoặc là bạn cũng có thể dùng cái bản quyền của cái file lọc này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.